Yeah. Vâng, em xin chào tất cả các bác yêu thích năng lượng mặt trời cũng như là các bác không yêu thích năng lượng mặt trời. Hôm nay em về cái sản phẩm, đó chính là một chiếc quạt chạy DC. Quạt này là quạt lớn các bác nhé. Đấy, các bác để ý cái quạt trần nhà các bác như thế nào thì cái quạt này nó như thế. Đấy, thì ở bên trong sản phẩm thì nữa em sẽ khui nó ra và xem nó có những gì nhé. Tất cả các thông số kỹ thuật của nó đều ghi ở trên máy, tí nữa em sẽ quay rõ và chi tiết hơn. Thì ở phía ngoài nó ghi cái đường kính của nó, tất cả nha các bác nhé, đường kính của nó chính là 1m45. Đấy, chứng tỏ là gần được 1m rưỡi. Đấy, nếu tính từ cái đường kính của cái cánh quạt nhé các bác nhé, sang cánh quạt kia là 1m45, 1m44, nó ghi 1m44 nữa này. Đấy, thì con này nó chạy điện 12V nhé. Con này có công suất là 33W. Đấy, tổng sản phẩm của nó nặng là 5,8 kg, tính tất cả quạt và các thiết bị cũng như là phụ kiện. Đấy. Ở đây thì kích thước của nó cũng đã ghi rõ ở trên cái sản phẩm như này. Thì sau đây em sẽ khui cái sản phẩm này ra để xem cái thông số kỹ thuật của nó có những cái gì nhé. Sản phẩm này thì rất tiện lợi cho bác nào không sử dụng điện AC mà các bác chỉ sử dụng điện DC, điện bình ắc quy. Đấy. Đối với con này thì công suất của nó là 33W. Thì đối với một cái bình 100A thì các bác có thể chạy được 30 tiếng luôn các bác nhé. Các bác chạy được 30 giờ. Đấy. Các bác có thể để xem cái trụ của nó rất là to luôn. Đấy. Nhìn rất là sướng, cầm rất chắc tay. Nhìn rất chắc tay các bác nhé. Rất tuyệt vời luôn. Đấy. Con này nếu mà đo cái đường kính của nó thì khoảng 24 cm. Đấy, 24 cm, các bác có thể ướm tay các bác đo nhé. Đấy. Thế thì ở nhìn cái mặt dưới của nó rất là đẹp luôn. Nó được mạ đồng bằng các hoa văn. Thì ở đây nó có hai cái dây điện, là dây đỏ chính là dây dương, còn dây đen chính là dây âm. Đấy, thì con này nó có chế độ là chống ngược cực nhé. Nếu như các bác đấu sai vào bình ắc quy, đấu ngược cực thì nó sẽ không chạy. Thì em sẽ quay rõ hơn về cái thông số nó gắn ở trên cái thân máy này. Đấy, con này nó có cái giải điện áp đây các bác nhìn nhé, từ 8 đến 24V. Đấy, giải điện áp rất rộng. Thì các bác có thể chạy từ 8V và cho đến 24V. Thì rất phù hợp với lại rất nhiều các loại bình ắc quy để các bác sử dụng. Con này công suất 33W. Đấy, sản phẩm này rất tuyệt vời luôn. Em về cái mẫu này phải nói rất là ưng ý, rất là đúng cái ý định của em. Con này nó sản xuất tại Trung Quốc. Đấy, hàng này là hàng Trung Quốc nhé các bác nhé, hàng Trung Quốc. Con này đấy, các bác có thể để ý ở dưới này là cái loại này nó không chạy, không chổi than các bác nhá. Đấy, quạt này là quạt không chổi than. Đấy, nếu các bác mua quạt có chổi than thì nó nhanh hỏng. Quạt này thì nó là quạt không chổi than, các bác dùng bền, rất là bền luôn. Thì ở đây các bác có thể thấy cái núm để tre của nó thì có một con ốc để vặn vào, thì các bác úp vào đây. Về cách sử dụng của nó thì sẽ được hướng dẫn ở video clip sau. Thì trước mắt thì các bác có thể xem những cái sản phẩm này nó có những cái gì nhá. Tí nữa em sẽ lấy cái cánh quạt của nó cũng như là cái trụ của nó để các bác xem. Đấy. Con này nó đóng gói rất cẩn thận. Đóng gói rất cẩn thận luôn. Nói thật sự với các bác là nhiều khi chúng ta cứ chê cái đồ của Trung Quốc, nhưng mà phải nói là Trung Quốc nó rất giỏi. Đấy. Làm những cái sản phẩm rất là đơn giản nhưng mà lại rất là đẹp và giá thành thì rất là mềm. Đây các bác nhé, đây là một cái hình như là máy quay hơi mờ. Ở đây rồi, nét rồi. Đấy, thì ở đây nó có một cái bảng điện. Chúng ta cứ gọi là cái điều chỉnh cái
số cao số thấp ấy, thì nó cũng đã được gắn một cái sơ đồ ở trên này. Đấy, các bác về các bác xem đấu nối thì nó đơn giản, không có gì cả. Đấy, thì em đây đang quay cái sơ qua chi tiết những cái đồ mà nó có các bác nhé, cái đồ mà nó có. Đấy, cái sản phẩm này thì nó được kèm theo một cái tờ hướng dẫn sử dụng. Ở đây thì nó ghi tất tiếng Anh, sản phẩm của Trung Quốc nhưng thế nào lại ghi tất tiếng Anh. Đấy, có nghĩa là tiếng Anh chắc là nó phổ thông hơn. Thì ở đây các bác không biết tiếng Anh thì các bác có thể nhìn qua những cái hình ảnh để các bác về các bác đấu nối. Nó đơn giản thôi. Bác nào mà đã lắp quạt trần của chúng ta thì nó rất đơn giản. Đấy, ở đây nó có những cái sơ đồ, cũng nhìn vào thì nó rất dễ thôi, không có gì cả. Đấy, thì các bác mua về các bác nhìn vào các bác có thể là đấu được ngay. Nó không có gì là khó khăn. Thì cái quạt này thì cái sải cánh của nó rất rộng các bác nhé. Đấy, em sẽ đi lấy cái sải cánh của nó. Các bác đợi chút nhé. À, thì ở đây nhá, các bác có thể thấy đây là một cái trụ. Đấy, một cái trụ được gắn từ cái củ phát của máy này. Đấy, gắn được củ phát của máy. Và một cái để treo lên tường hoặc là treo lên trần nhà các bác nhé. Treo lên trần nhà. Em xin lỗi, em lại bảo treo lên tường. Cái này thì treo lên trần nhà. Đấy, thì đối với cái sải cánh của nó thì nó ghi là Made in China đây. Đấy, khi em gửi cho các bác thì đầy đủ tất cả các phụ kiện. Đấy, em đo qua cho các bác xem. Con này nó, cái sải cánh của nó là 60cm. Một sải cánh là 60cm. Như vậy hai sải cánh của nó sẽ có chiều dài là 1m2. 1m2 cộng với lại 24-25 phân của cái củ máy thì nó rơi vào là 1,45m. Đấy, 1,45m. Thì các bác cứ nhìn cái kích thước của cái quạt trần nhà các bác như thế nào thì cái này nó to như thế luôn. Đấy, Made in China, hàng chất lượng cao. À, nếu mà cái ông China này mà ông hàng chất lượng kém mà ông ghi cái Made in China này nó tận ở cái góc nào, nhưng mà ông ghi thẳng luôn cái Made in China rất là to luôn. À, cái này cũng thể hiện cái chất lượng của sản phẩm rất là tốt. Đây các bác có thể quan sát đấy, cánh của nó rất to luôn các bác nhá, rất to và rộng. Đấy, riêng đối với con này nó gọi là quạt trần loại lớn chứ không phải là loại nhỏ như các bác nhìn hoặc là các bác mua về nó được có mấy chục phân thì không ăn thua. Đấy, quạt này các bác có thể chạy cho cả gia đình luôn. Đây, ở đây các bác có thể thấy nhá, ba cánh quạt nó được xếp vào với nhau như này. Đấy, thì cái video hướng dẫn đấu nối em sẽ làm ở video sau. Đấy, thì hôm nay em sẽ giới thiệu đến các bác cái sản phẩm rất tuyệt vời. Đấy, con này rất nặng luôn các bác nhá. Cái củ của nó rất nặng. Đấy, củ của nó rất nặng. Tổng cái sản phẩm này của nó khi lắp ráp vào là nặng 5,8kg. Đấy, nặng 5,8kg. Con này là các bác nhớ cho em là không chổi than các bác nhé. Đấy, quạt không chổi than nó mới có giá trị. Chứ cần quạt có chổi than thì quá đơn giản. Đấy, các bác mua quạt hoặc các động cơ, các bác phải chú ý cho em là động cơ chổi than hay không chổi than. Thì ở đây các bác có thể thấy tem bảo hành của sản phẩm nhé. Đấy, tem bảo hành của sản phẩm được gắn trên củ máy. Đấy, các thông số kỹ thuật thì các bác về các bác nhìn nó sẽ rõ hơn. Đấy, sản phẩm rất tuyệt vời, rất mới, rất đẹp. Và cái hiệu suất sử dụng của nó thì quá tuyệt vời luôn. Đối với các bác nào mà sử dụng cái bình 50A chẳng hạn thì các bác chạy con này được 15 tiếng các bác nhé. 15 tiếng thoải mái luôn. Gia đình nhà các bác sử dụng khi mất điện thì quá tuyệt vời. Đấy, những cái loại quạt nhỏ nhỏ thì không tính tiền được. Em tại sao em lại nhập cái loại lớn này về để bán? Nó sử dụng là nó phải có cái mục đích cũng như là cái hiệu quả sử dụng nó phải cao. Đấy. Thì ở đây các bác có thể quan sát em để cái cánh quạt và cái
thân máy. Đấy, rất là to luôn các bác nhá, rất dài. Đấy. Cái tờ hướng dẫn sử dụng của nó thì tất tiếng Anh khó hiểu lắm. Thì ở đây có cái bảng tăng số này, nó có từ 0 đến 4 số. Đấy, từ 0 đến 4 số luôn. Đấy, thường thường những cái quạt DC thì chỉ có 3 số thôi. Nhưng mà cái này nó lên 4 số cơ. Các bác có thể điều chỉnh cái độ mát khác nhau qua thông qua cái điều khiển, bộ điều khiển. Ở đây thì em bán rất nhiều các mặt hàng đa dạng nha, từ pin năng lượng mặt trời, tất cả các vật tư kích điện cũng như là biến tần. Đây, khách hàng đã chốt đơn này, một ngày đi 2-3 chuyến. Đấy, thì đây là chuyến cuối cùng nhé, đây, chuyến sáng mai đi các bác nhé. Đấy, chuyến sáng mai đi, thì các bác mua hàng thì cứ liên hệ với em theo số điện thoại ở trên màn hình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video sau.